Cái này cái nu không nha, ăn nu mà khỉ. Cái này nó gần hết thẹo rồi, mấy cái thẹo này nó liền gần hết rồi. Cái này nhìn cái thằng đã đa, nhìn thấy hay hay, nu lục cục nhìn thấy ghê không. Mình đổi hoành nữa này, xác cái chân, xác cái chân thì được 44, ngay chỗ eo này thì được 35. Ngày mốt mình lấy mặt tiền ở đây nè, nhìn thông vô mấy cạnh 24, nu cục nu cục nu, chỗ này nhìn còn ngộ. Nuôi lắm, nuôi khỉ khá lớn nha bạn, nhìn như cái núi nhìn cái ngon ngon hay hay. Mốt bắt cành thì mấy cái đỉnh này cái ngọn này có thể giật xuống tí xíu nha bạn, giật xuống cái này nè cho nó ngắn lại tí xíu nữa. Ngọn này mình cắt hơi cao nè, ngọn này cắt xuống miếng, mình cắt vô cái ngọn này, cắt vô chọn cái cục nù này, ngọn này mình cắt hơi cao rồi, vậy cũng được. Nói chung chơi hoặc là giật xuống miếng đó, giật xuống miếng này, nuôi công sẹo đỏ liền hết rồi nha bạn. Mấy sẹo ở đây nè, mấy sẹo đây xưa tán ngày xưa nuôi liền hết. Nhìn nó cũng bự lắm nha bạn, tại cái này nó giống như ăn gan bát gia. Cái eo được 35 á, nãy mình đo hình như 35, đúng không?